Giê-xu Chúa là Đấng Cứu Chúa, là đường đi đến với Chúa Cha. Giê-xu Christ Đấng Cứu Chúa con, Ngài đã xóa hết mọi tội lỗi. Giê-xu Chúa là Đấng Cứu Chúa, Ngài phá vỡ quyền thế ác ma. Giê-xu Christ Đấng Cứu Chúa con, Đấng Chúa Tế trên muôn muôn vua. Ngài là Giê-xu. Cuộc chiến tâm linh chiếm cổng thành kẻ thù. Người thưa rằng, Đức Giê-hô-va phán, ta lấy chính mình ta thề rằng, vì con đã làm điều này và không tiếc con trai, người còn duy nhất của con, nên ta sẽ ban phước cho con và làm cho dòng dõi con gia tăng nhiều như sao trên trời, như cát bờ biển, và dòng dõi con sẽ chiếm được cổng thành của kẻ thù. Sáng Thế Ký chương 22 câu 16-17. Lời giảng hôm nay trong Sáng Thế Ký chương 22 câu 1 đến câu 19 nói về việc Abraham dâng con trai mình là Isaac làm lễ vật thiêu. Khi Abraham được 100 tuổi, Đức Chúa Trời ban cho ông một đứa con trai tên là Isaac như đã hứa. Abraham đã có những ngày rất bình yên sau khi có Isaac. Abraham, hãy đem con trai con là Isaac, người mà con vô cùng yêu quý, đi đến xứ Moria và dâng nó làm lễ vật thiêu cho Đức Chúa Trời. Đối mặt với thử thách do Đức Chúa Trời hoạch định, Abraham không hề do dự mà vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Abraham tin vào Đức Chúa Trời vĩnh cửu đã đưa ông ra khỏi xứ thần tượng, xứ Ure của người Chaldees và chọn ông làm tổ phụ của nhiều dân tộc. Vì vậy, khi Abraham bị thử thách hiến tế đứa con trai duy nhất của mình là Isaac làm lễ vật thiêu trên núi Moria, ông biết rằng Chúa Giê-xu Kitô trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 là Đức Chúa Trời vĩnh cửu, nên ông có thể dâng Isaac mà không hề do dự. Abraham có đức tin phục sinh rằng ông sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu nhờ Đấng Kitô, Chúa phục sinh, và con trai ông là Isaac sẽ sống mãi mãi ngay cả sau khi chết vì nó được sinh ra bởi giao ước. Isaac đi trước gánh củi khô cho lễ thiêu, hỏi Abraham: "Cha ơi, lửa và củi đây rồi, nhưng chiên con để dâng làm lễ thiêu cho Thiên Chúa thì ở đâu?" "Hỡi con trai, chính Đức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con cho lễ thiêu." Cuộc hành trình kéo dài 3 ngày tới Moria, Abraham tràn đầy niềm tin vào Chúa đã chuẩn bị mọi thứ. Cuối cùng, Abraham dựng một bàn thờ trên núi Moria như Đức Chúa Trời đã dặn, rồi đặt củi lên đó. Sau đó ông đặt Isaac bị trói bằng dây lên đống củi. Và ngay khi ông giơ dao lên, định đâm vào Isaac, một thiên thần của Chúa từ trên trời đã gọi Abraham: "Abraham, Abraham." Rồi Abraham trả lời: "Có tôi đây." Đức Chúa Trời nói: "Đừng động đến đứa trẻ đó. Bây giờ ta đã biết rằng con thực sự tin tưởng và yêu mến Đức Chúa Trời, bởi vì con thậm chí không tiếc đứa con trai duy nhất của mình." Lúc đó ông nghe thấy tiếng gì đó xào xạc từ phía sau. Abraham nhìn quanh và thấy đằng sau bàn thờ sừng của một con cừu đực mắc vào bụi rậm. Đó thực sự là một con cừu đực mà Jehovah Đức Chúa Trời của Jireh đã chuẩn bị thay cho Isaac. Abraham bắt con chiên đực đó và dâng nó làm lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Bằng cách này, đức tin phục sinh của Abraham đã làm ra một phép lạ thực sự vĩ đại. Vậy, con cừu đực mà Đức Chúa Trời đích thân chuẩn bị thay cho Isaac tượng trưng cho ai?
Đức Chúa Trời đã đến thế gian này bằng xương bằng thịt. Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 là đấng cứu rỗi của chúng ta, là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Kitô đã đổ máu và chết trên thập tự giá để đập nát đầu Satan và phá bỏ lời nguyền chết chóc, vấn nạn nguyên tội khiến chúng ta bị hủy diệt vĩnh viễn do bất tuân với Thiên Chúa. Đức Chúa Trời cảm động trước Abraham khi đã vượt qua thử thách bằng cuộc chiến tâm linh với chính mình, rút bỏ chất độc của sự vô tín khi đối mặt với vấn đề, và Ngài phán: Ta thề rằng ta sẽ luôn ban phước cho con, và ta sẽ làm cho dòng dõi con nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển, và dòng dõi con sẽ chiếm được cổng thành của kẻ thù, và mọi dân tộc trên đất này sẽ nhờ dòng dõi con mà được ban phước, bởi vì con đã tuân theo mệnh lệnh của ta, dâng cho ta Isaac, đứa con trai yêu quý duy nhất của con. Abraham đã vâng theo lệnh của Đức Chúa Trời là hy sinh con trai duy nhất của mình là Isaac làm lễ vật thiêu. Vì vậy, ông lên núi Moria, nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời là đấng Kitô trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 15, đấng đã bị đóng đinh trên thập tự giá, trên bàn thờ này, thay cho Isaac, và được sống lại vào ngày thứ ba. Abraham đã trải nghiệm Đức Chúa Trời của đấng Kitô, Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 trên núi Moria bằng chính cơ thể mình. Không phải là Isaac, đứa con trai yêu quý duy nhất của tôi, mà là Chúa Giêsu Kitô, đứa con duy nhất trong lòng Đức Chúa Trời, đã được dâng làm lễ vật thiêu trên thập tự giá. Chúng ta hãy cùng giữ trong lòng tình yêu vô tận của Chúa Kitô, đấng đã đổ máu và chết trên thập tự giá để giải quyết vấn đề của cuộc đời chúng ta, những người đã rời bỏ Thiên Chúa, xa vào tội lỗi, làm nô lệ cho Satan và phải bị hủy diệt mãi mãi. Chúng ta hãy cùng bày tỏ nhé. Chúa Giêsu là Chúa Kitô, chúng ta là con cái Thiên Chúa. Hỡi quỷ dữ hãy biến đi, xin tràn đầy Đức Thánh Linh. Phúc âm hóa toàn thế giới, hãy trở thành những chứng nhân cho đến tận ngày tận thế. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ba chức vụ của đấng Kitô: vị vua đích thực, vị linh mục đích thực, vị tiên tri đích thực, để tiêu diệt ba lời nguyền đã ngự trên thân xác chúng ta như tội nguyên tổ. Vì vậy, ngày hôm nay, nếu bạn chiến đấu thuộc linh để vứt bỏ những suy nghĩ sai trái, những cảm xúc bẩn thỉu đã được gieo vào cơ thể bạn bởi kẻ dối trá, tham lam, ly gián mà mắt bạn không nhìn thấy được, bạn sẽ được đổi mới thành một người ôn hòa và điềm đạm. Đức Chúa Trời sẽ giao phó công việc của Ngài cho những mầm non chiến đấu thuộc linh với chính mình, thế giới và Satan thông qua đấng Kitô trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 15. Ngày hôm nay, tất cả ma quỷ và bóng tối đang khiến chúng con từ chối tham gia vào cuộc chiến tâm linh nhân danh Chúa Giêsu Kitô, dòng dõi của người phụ nữ Sáng Thế Ký chương 3 câu 15, để đập nát đầu của Satan đang ẩn náu trong cơ thể con, sẽ bị hủy diệt hoàn toàn nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Nếu bạn tuyệt đối tin tưởng và vâng lời Chúa bằng cách chiến đấu thuộc linh như thế này, Chúa sẽ ban phước cho bạn và thề sẽ khiến cho bạn chiếm được cổng thành của kẻ thù. Vậy tuần này tôi xin chúc phúc cho bạn được vui hưởng đấng Kitô, Đức Chúa Trời vĩnh cửu, với tư cách là người thừa kế ôn hòa, điềm đạm của vương quốc Đức Chúa Trời trong cuộc chiến thuộc linh tiêu diệt công việc của ma quỷ. Lạy Thiên Chúa sống, giống như Abraham, người đã chiến đấu thuộc linh chống lại chính mình và chiếm được cổng thành của kẻ thù, Chúa đã cho con thử thách bằng trận chiến thuộc linh với đấng Kitô trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 để nhổ tận gốc những thứ ma quỷ đã gieo trồng trong con.
Xin hãy cho con trở thành một đỉnh cao thuộc linh của việc truyền giáo thế giới, người có thể chiếm giữ cổng thành của kẻ thù với sự điềm đạm trong cuộc chiến thuộc linh chống lại chính mình, thế giới và Satan mỗi ngày. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.